chẳng chấp trước pháp không quên mất, chẳng chấp trước tánh luôn luôn xả, chẳng chấp trước trí nhất thiết, chẳng chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng chấp trước quả dự lưu, chẳng chấp trước quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác, chẳng chấp trước tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Đại bồ tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, lấy vô tánh làm tự tánh có thể viên mãn đạo bồ tát nghĩa là có thể viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng có thể viên mãn pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng có thể viên mãn trơn như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng có thể viên mãn bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Cũng có thể viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng có thể viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cũng có thể viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Cũng có thể viên mãn tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, cũng có thể viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng có thể viên mãn năm loại mắt sáu phép thần thông cũng có thể viên mãn mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng cũng có thể viên mãn đại từ đại bi đại hỷ đại xả cũng có thể viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng có thể viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng có thể viên mãn ba mươi hai tướng đại sĩ tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc Đại Bồ Tát ấy an trụ trong đạo Bồ Đề dị thuộc Pháp, cũng có thể viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng có thể viên mãn Pháp không nội, Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tàn mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp. Pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng có thể viên mãn trơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ.